Trong cái video này mình sẽ setup một cái hệ thống chơi mâm đĩa than mà tổng cái giá trị của nó là hơn nửa tỏi. Đây là cái mâm Dr. Ficker Blackbird. Đây là cái platter, là cái mâm xoay. Rất là nặng. Đây là cái bản Deluxe Edition, có nghĩa là trên cái platter của nó sẽ có 8 cục đồng xung quanh. Thì cái bản này nó sẽ mắc hơn cái bản thường. 1, 2, 3. Trời ơi, tình yêu của tôi. Thôi thôi, bỏ máy quay ra đi, phụ anh. Bỏ máy quay ra, phụ anh, một mình anh không nhấc nổi đó đâu. Còn bây giờ là mình phải đọc sách giáo khoa trước đã, từ từ, đừng khoan tháo nó đã, qua đây đọc. Nè, nó là cái trục của bearing. Cái này nó sẽ chụp lên trên cái trục này. Đó, nó rộng cái trong rồi, thấy không? Bây giờ là mình phải bôi chất bôi trơn vào trong cái ổ trục này. Rồi sau đó là mình ụp nó lên trên này. Mình thích mấy cái công tác bôi trơn á. Ồ, ở trong này nó là teflon nha. Cái đáy của nó không phải là bằng kim loại, mà nó là một cái lớp đệm, một teflon. Dán cái trục này vào đây. Chuẩn bị chưa? Nhìn đây, mình sẽ bỏ cái này vào đây. Và nó sẽ đè cái mâm xuống. Ta 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 ta. Các bạn thấy nó trơn không? Nó quay nãy giờ mà nó không ngừng luôn, mặc dù mình chưa hề cắm điện. Ta 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 ta. Mình chỉ đẩy có cái nhẹ thôi là nó quay nãy giờ luôn, thấy không? Như vậy có nghĩa là cái bearing, cái này là cái bearing nè. Nó được tiện và nó được cơ khí rất là chính xác, để mà nó gần như là không có ma sát. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái sợi dây bell này vào trong hai cái motor cho anh em xem. Chúng ta sẽ gắn như thế này ha. Đầu tiên là để cưu vòng nó qua cái platter trước đã, rồi sau đó là vòng qua bên này. Chúng ta chỉ cần xoay nhẹ một cái thì cái dây bell nó đã bắt đầu nó vào chỗ của nó. Đây là cái cục chặn đĩa. Blackbird nó là một cái mâm bell drive, nhưng mà cái mâm bell drive này nó đã sử dụng tới hai cái motor. Khi mà hoạt động thì hai cái motor này nó sẽ cùng nhau quay, và ở bên trong này nó sẽ có một cái con chip theo dõi cái tốc độ của hai cái motor, và nó sẽ điều chỉnh làm sao cho hai cái motor này nó có cái tốc độ ngang bằng nhau. Mình mua cái cần Rit 5A này về là để gắn trên cái mâm Dr. Ficker Blackbird này. Nhưng mà do cái video này nó rất là dài nên là trong cái phần 1 thì mình sẽ lắp ráp cái mâm mà thôi. Còn cái chi tiết về lắp ráp cây cần rồi sau đó gắn cây cần lên cái mâm thì mình sẽ để ở cái video thứ hai. Cái cần Rit 5A gắn lên trên cái mâm này nó rất là đẹp luôn. 10.500. 10.500 cộng với lại 11.500 là bao nhiêu tiền? Như vậy có phải là hơn nửa tỷ không? Mà nửa tỏi là chưa có kim nha. Đây, còn để sẵn dây để gắn kim nè. Kim thì chắc là sẽ sử dụng kim của cô Esu, đâu đó khoảng chừng 200 củ. Và dây thì có thể là sử dụng dây của Nordos, chắc là thêm cỡ 100 củ nữa.